giờ mấy 10 giờ rồi đó. Nhưng mà sao chú lại muốn lên đây? Tại vì anh em bắt trên chú cứ nằm đi, nằm cho khỏe chú. Ờ được à, bắt trên mạng á. Bắt trên mạng á, tôi thấy tôi lên tôi coi. Thấy dáng chú nằm đẹp à. Vậy hả? Thì nói ngay cái máy đội xôm tôi nói là tôi đẹp nhất trong đội xôm á hả? Điều lai. Chú làm nghề gì hàng ngày hả chú? Hả? Hàng ngày chú làm nghề gì? Tôi nhiều người lắm nhưng mà điều tôi chưa biết người gì người chính. Người làm xôm có. Bán vé số có. Đồng hồ có. Ờ mà chú tên gì hả chú à? Hả? Chú tên gì chú? Tôi hả? Dạ. Nguyễn Văn Tâm. Chú Tâm năm nay bao nhiêu? Tôi tròn 50. Chú Tâm từ chú có tính được là cần thơ mà chú lên đây để xem thì mất chi phí bao nhiêu xăng xe. Tiền xăng xe này không bao nhiêu, tiền xăng xe này đi về cao lắm chừng chưa được 70.000 xăng à. Còn tiền chi phí dọc đường thì nói ngay là tại vì tôi cũng không đem tiền theo nhiều đi dọc đường tới đâu tôi xin ăn tới đó mà tại mình hiếu kỳ thấy là con đông quá hiếu kỳ chú đi coi vậy chú bỏ vợ con nhà là không tôi không có vợ con lấy đâu bỏ để có vợ con thì không có vợ con đâu bỏ nhưng mà đi mất bao lâu khoảng thời gian từ chỗ chú đi tính ra cũng 4 tiếng mấy cũng 5 tiếng gì đó chú định bao giờ về hả cũng chưa biết nữa tại vì thấy bà con hiểu kỳ đây thì tôi cũng đang rảnh rỗi tôi cũng không có làm gì thì tôi lên tôi đợi khi nào bà con về tôi về ví dụ tối nay không ai về chú ở đây luôn. Tối nay không ai về thì tôi cũng nằm trên xe tôi ngủ như vậy cũng cho đỡ đóng tiền nhà trọ chú có suy nghĩ thật là bá đạo ha hiểu không rồi chào mấy em con được biết là ngày hôm qua thì chú có đề xuất là xin vào để tìm kiếm Tuấn Khỉ á thì tại sao chú lại dũng cảm như vậy chú? Hôm nào tôi đâu có biết đâu, tôi mới lên bữa nay mà. Ủa mới đến ngày hôm nay luôn hả? Mới lên bữa nay mà. À, mới lên bữa nay mà hôm nào tôi đâu có biết đâu. Thì sáng giờ mình đã thu thập được thông tin gì nhiều chưa? Đâu tôi mới lên tới hồi nãy là tôi chưa có thu thập gì hết. nhưng mà tôi nghe phong quanh là Tuấn Khỉ giờ đang ở bên kia và nó giờ anh em có quay qua kia tôi dắt qua kia quay. Là ở bên nào chú? Bên Trung Quốc á. Là không lẽ đang ở Trung Quốc nè anh em. Là không lẽ là đang nhiễm cấm hay đó à? Đúng rồi, Tuấn Khỉ nhiễm cấm sắp chết rồi. Chắc tôi không nhiễm nổi đâu. Là chỉ cười thôi. Chú ấy đồ thôi. Các bạn chú là ở dưới Cần Thơ lên để hóng tin tức là đi tìm thượng úy công an Lê Quốc Tuấn các bạn. À, chào anh, YouTuber đúng không? Đó các bạn, thì hiện giờ là ở xã Trung An. Bây giờ là khoảng 17 giờ ngày 2 tháng 2 nha các bạn. Thì mọi người đang tập trung rất là đông nha. Hồi nãy là mình vừa có cuộc trò chuyện với chú Tâm, người ở Cần Thơ đi xe máy lên Củ Chi các bạn. Và các bạn xem nè. Ở trên này nha. Đang có rất đông người dân là tụ tập theo dõi các bạn. À, và ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi các bạn. Tuy nhiên ngày thứ tư rồi nhưng mà tung tích Tuấn Khỉ Lê Quốc Tuấn vẫn chưa được tìm thấy. Và hiện giờ anh ta đang ở đâu và anh ta có lương thực để ăn hay không, đó là một điều ẩn số các bạn. Tuy nhiên cơ quan chức năng cũng không loại trừ yếu tố là anh này đang trốn ở trong vườn trái cây của các hộ dân ở trong khu vực này. Nên đến bây giờ đã là ngày thứ tư nhưng cảnh sát cơ động cũng như công an địa phương đang chốt trực và phong tỏa khu vực đề phòng anh này đang ở trốn ở đây và có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào các bạn. Và người dân đang rất là hiếu kỳ nha. Đang rất là hiếu kỳ để tập trung theo dõi nha các bạn. Thì đến bây giờ là chưa có một thông tin nào về Tuấn Khỉ các bạn. Ngày hôm qua anh hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải thì ảnh nói là Tuấn Khỉ gọi cho ảnh nhưng mà mình và mọi người phán đoán được đó là nguồn tin là không chắc chắn nha. Một người nào đó dùng sim rác, sim giả để
để gọi anh Hải rồi nói tùm lum tà la nên chưa xác thực được các bạn. Mình cùng xuống thăm cái xe cá viên chiên cũng như bánh mì của anh trai này nha. Sáng ngày này bán được nhiều không anh trai? Nhiều rồi. Bốn mấy ổ rồi. Bánh mì của anh trai này bán rất ngon nha. Hồi trưa mình ăn ba ổ cũng rất là tuyệt vời các bạn. Đó là bánh mì bò lá lốt à anh? Bò lụi. Hả? Bánh mì bò lá lốt, bò lụi các bạn. Bánh mì rất là ngon nha. Nếu như mọi người mà có tới Trung An để theo dõi mọi người tìm Lê Quốc Tuấn thì ghé cái xe của anh ủng hộ vài ổ nha. Em hộ ảnh cho anh. Trời. Em đừng có bay đó nha. Em hộ ảnh khổ lắm. Ờ các bạn. À, anh đã lập gia đình lâu chưa anh? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Anh được mấy cháu rồi? Anh lớn rồi, con lớn. Con lớn. Các bạn, xe của anh nè các bạn. Hiện giờ thì cái giữa cái cầu kênh này thì vẫn đang được phong tỏa nha các bạn. Bởi vì có những cái YouTube nói là nó sẽ qua Bình Dương thì người ta cũng nhắc nhở là nhân Bình Dương phải cẩn thận, nhưng mà nghĩ nó qua tới Bình Dương là súng nó sẽ dục, không bao giờ nó mang theo được. Không có thằng nào mà chắc cái súng AK mà gàn ở trong cái xe. Đúng rồi. Cho nên là tôi thì cũng ở bên Bình Dương, bữa nay tôi cũng theo dõi dữ lắm, tại mình thấy những cái chuyện này nó cũng rất là phải nói là sôi động cả nước. Cũng như cái năm rồi là cũng gần Tết là cái vụ nữ sinh giao gà không? Bữa nay nó còn dữ dằn hơn nữa. Bởi vậy nó có những cái sự kiện phải những cái vụ giết người dã man rồi. Nó rất là đúng rồi, để trả lại cái sự gì ai cũng mong muốn như vậy hết. Người địa phương ở đây kể cả người ở lân cận cũng mong muốn cho nó đâu đó nó phải ra minh bạch, là người đó phải ra trước pháp luật. Thì công an mình là có cái mục tiêu là chủ yếu là bắt, chứ không bao giờ muốn để bắn chết thì nó tối đế lắm. Đưa xuống thì có quyền nhưng mà công an thì lực lượng công an thì cứ mong là để bắt để mà điều tra nó, đúng rồi, để đến nguyên do thế nào để đến mà khám xét như vậy. Rồi bây giờ đêm nay nữa rồi coi thức trắng đêm nữa rồi, tôi thấy tình hình giờ này chưa bắt được, thấy bà con coi như vậy là chắc chưa bắt được. Anh thấy cái nghi phạm này nó cầm cái khẩu AK mà nó bỏ chạy như vậy thì anh đã đánh giá cái mức độ nguy hiểm như thế nào anh? Theo như tôi biết á, nếu mà nó đã đi rồi nơi khác thì khẩu AK nó không bao giờ mang theo được, hoàn toàn nó không dắt AK theo được. Hoặc là nó chỉ có đi hai người thì ở hàng sau á, nó mới dắt AK chính giữa thì nó mới rời khỏi địa phương được, rời khỏi cái nơi gây án được. Còn nếu nó đi một mình với một chiếc xe Honda là cây AK nó hút cái đâu đó, vì cây AK nó rất là dài. AK nó có hai loại, loại bắt cây, loại bắt sắt. Bắt sắt thì bây giờ nó ship vô này nó cũng phải tầm cỡ khoảng 50, độ dài khoảng 5 tấc, thì tôi đoạn khoảng 5 tấc, độ dài nó cỡ này. Như con nghe nói là cây AK bán ship chứ? Đúng, cả ba ship. Nếu mà nó ship lại thì nó cũng phải từ 5 tấc, từ phải từ tầm cỡ 2 gen. Tôi nghĩ là phải 5 tấc chứ không phải 4 tấc đâu, phải 5 tấc. Thì cái đó mà nếu mà nó vét cái nó cướp cái xe của cái thằng mà ngay chỗ đường tỉnh lộ 15 gần cầu Bến Nậu á, gần cầu Bến Nậy á, thì nó cướp được cái súng nó sẽ dục gần đâu đó, chứ không bao giờ mà nó máng lên cái ba ga, nó dắt lên ba ga, hoặc là nó vét dài, hoặc là nó để đây nó chạy thì nó sẽ bị lộ liền. Cho nên cái cây súng đó là lúc nó cướp cái thằng mà quay cuộc á, thằng chạy xe ôm ráp gì đó, thì cái súng nó dục ở hiện trường cách đâu đó 100-200 mét, rồi nó đi cái Honda nó sẽ chạy đi một cái nơi khác, chứ không lẽ nó quay vô. Nếu nó cướp được xe Honda thì nó không bao giờ quay vô để nó núp trong cái lùm cây này, núp trong cái chỗ mà bà con mình đang nghi nó không bao giờ có, nó sẽ đi nơi khác.
Dạ chú, theo chú thì chú có phán đoán được anh này là ảnh ở địa phương là đốt thoát đi nơi nào chứ chú? Theo chú. Theo như tôi nghĩ, tại tôi nghĩ là cái đêm rạng sáng khoảng 2 giờ là của cái đêm đó là khoảng 2 giờ sáng nó bắn một cái ông mà cấp xe ô tô không thành. Rồi nó bắn cái ông mà đi xe ôm á, là lấy cái xe Honda. Vì ở trong mạng nói là trong YouTube nói là họ lấy cái mất cái xe Honda. Thì từ cái xe Honda nó sẽ khởi đi người khác. Chứ không lẽ nó lấy xe Honda rồi nó đi đâu rồi nó giục xe Honda nó vô lùm nó trốn nữa thì không có. Bởi vậy tìm ra cái người chết đó là vợ cái người chết sẽ không tin người chết đi xe gì và trong bóp có tiền hay không. Thì nếu mất cái xe đó là cái thằng Tấn Khỉ nó sẽ lấy cái xe Honda nó sẽ tẩu thoát đi chứ không bao giờ nó quay ngược tới vô. Nếu như con Khỉ mà Tấn Khỉ trốn đâu này thì cũng sẽ bỏ cái xe đâu đây. Thì đúng, nó sẽ xe còn đâu đây, giờ cái xe nó không tìm ra cái xe đó luôn. Hiện tại không ai thấy xe đâu. Còn mà vấn đề cái đương nhiên cái thằng đó phải đi xe, đêm như vậy không thằng đó không bao giờ đi bộ. Dạ. Cái thằng chết đó phải đi xe. Chưa biết xe Honda loại gì. Chứ không bao giờ mà thằng chết mà đi bộ, đương nhiên thằng chết đó phải đi xe Honda. Thì cái xe Honda nó không tìm ra được thì cái thằng Tấn Khỉ nó sẽ dùng xe Honda nó sẽ đi. Nó đi nhiều cái hướng. Đó, vì nó là tuổi 33 nha, người thanh niên á, người ta nói cái tuổi 17 á, bé gái Sừng Trâu dương không bằng đâu, người tuổi 30 đến từ 30 đến 32, 33 người ta sức khỏe rất là mạnh. Thì cái thời tuổi đó nó rất là sung sức. Từ 28, 29, 30 là rất là khỏe mạnh. Người ta nói trai 17, bé gái Sừng Trâu với mấy thằng con trai nó không bằng cái tuổi của thằng Tấn đó đó. Đó nó qua huấn luyện, vậy đi quá trình nghỉ dụ rồi về tập luyện một lâm là nó là phải nói là nếu mà trình độ võ thuật nó tôi nghĩ nó cũng phải tầm cỡ là cũng phải từ đây nâu lên. Mà trong cái ngành công an á nha. Tôi thiệt nếu mà hả nó có những cái vỏ đặc biệt của ngành công an cỡ như thằng Tấn Khỉ đó đó như hai thanh niên á quýt chưa lợi nó tôi biết tôi thiệt. Đúng rồi. Hai thằng thanh niên mà tầm thường không có nghề vỏ là quýt không bao giờ lợi nó. Vì tôi có quen một cái ông mà dạy bên công ngành công an á, người ta cũng giấu những cái bí quyết ngành nghề vỏ công an mà để huấn luyện là đặc biệt nó riêng chứ không phải như vỏ như mà bình thường anh em mình học có hoài hồi còn sinh viên mà hồi còn học sinh học có hoài. Ngành võ công an nó rất là đặc biệt, nó có những cái đòn nguy hiểm. Cho nên thằng này mà cái tuổi 30 là cái tuổi nó rất là khỏe. Bởi vì bây giờ đêm nay là không được, rồi cuối cùng nó kéo dài, rồi không biết nó là bao nhiêu ngày nữa. Thời gian công sức bỏ ra tiền. Theo chú á, dạ. Chú cho ngỏi như theo chú thì muốn mà tìm Tuấn Khỉ bây giờ thì chú có cái sáng kiến gì không? Thì bây giờ là đương nhiên là bên các ngành chức năng bên công an là họ cũng đã liên thông hết rồi. Liên thông nhưng mà giờ nó sẽ lọt qua đất Campuchia. Mình nói đất Lào thì hơi xa, Lào thì mới lên tới ra cái Nghĩ An mới thành quá mới qua tới Lào được. Thì lên đất Campuchia thì giờ chỉ có phối hợp với lại mấy người ở gọi là Campuchia thôi, rồi phối hợp thôi chứ bây giờ sao mà tìm ra ở đây giờ sao mà tìm ra được. Khi mà nó nghi nó lẩn trốn ở khu vực này thì người dân ở Bình Dương có hoang mang lo lắng gì không chú? Không mà riêng như tôi ở Bình Dương á thì tôi cũng nghe những cái YouTube mà họ nói dân Bình Dương cũng phải hết sức cẩn thận. Khi nó ông Tấn Khỉ qua đất Bình Dương sẽ mang theo khẩu súng AK, cho nó cái đó là không bao giờ có. Không có thằng nào mà nó qua đất Bình Dương mà mang cái giác AK nó qua bển là không bao giờ có. Vậy có khả năng là vứt cây súng rồi. Đúng, tôi nghĩ nó đã vứt cây súng. Dạ. Vì cái tính toán mà cái quyết định cuối cùng của nó là nó ra cái tỉnh lộ 15 mà ngay cầu bên nãy nó giết cái ông ô tô không được thì nó giết cái ông đi xe ôm đó đó. Lấy chiếc xe là cây súng nó sẽ giục đâu đó. Chứ không bao giờ mà thằng ăn cướp nào mà nó giác cái súng mà nó chạy ngờ mà nó đi ra tới tỉnh khác mà làm sao. Cái súng con thì nó lặn trong mình thì nó có thể mang theo được. Còn cái súng AK bây giờ nó gỡ cái bá xiếp, nó xiếp cái bá lại thì cũng phải 5 tắc. Phải to đúng không? Phải 5 tắc. Còn riêng cái bá súng nó cong, cái bá súng nó cong khoảng, cái độ cong nó khoảng nếu mà đo theo chiều cong á, phải 2 tắc rưỡi. Cái bá súng của nó là phải có đạn đó, cái độ cong phải 2 tắc rưỡi. Mà cái trước cái sau nữa thì một cái nó phải là ghen tay. Cho nên nó rất cồng kềnh. Kể cả nó bỏ vô ba lô cũng vẫn phát hiện được, nhưng mà lô trong đó đâu có ba lô, bình thường vậy đâu có ba lô đó, không có ba lô. Theo con nghĩ là... thì có thể ông Tuấn ông có ý đồ cướp xe ô tô là ông có ý định đi xa. Đúng. Dạ. Nhưng mà tại vì cướp không được, nó bị trượt, tại vì kiến xe ô tô nó có một cái keo bắn vô đó nó sẽ lệch đi à.
bắn vô đó là nó lệch, không bao giờ bắn, nếu mà nhắm ngay đầu của ông tài xế thì bắn nó sẽ lệch, nó bể kiến sẽ lệch. Tại vì nhà thiết kế là những cái kiến xe ô tô á, là nó có cái lúc keo, bắn vô đó là bể thôi chứ đó. đạn nó cũng tuột lên hết, nó cũng không bao giờ mà. Cho nên nó sẽ nghĩ đi xa bằng xe ô tô là nó kín đáo hơn. Nhưng mà cuối cùng không được thì nó lại cướp cái xe bằng của cái ông mà nằm chết đó, gần cầu bên nãy á. Đó, nó đi rồi chứ không bao giờ nó quay vô, mà nó ẩn nấp trong những cái lùm cây mà bà con mình đây với đây lại là cứ nghĩ là nó sẽ quay vô, nó núp trong những cái chỗ mà rừng trạm gì bề trên. Cái đó thì nó cũng chú dạ khả nghi. Cũng có ý kiến là anh này ảnh trong đêm ảnh bơi qua sông Sài Gòn, thì chú nghĩ là chất bơi của ảnh là bơi qua sông Sài Gòn có thể mang cho ống súng AK. Cái vấn đề bơi qua sông Sài Gòn á thì ở đây chuối rất là nhiều, lục bình rất là nhiều, nó bơi qua cũng, nếu mình nghĩ giả thiết nó bơi qua cũng bơi bình thường. Tại vì á là bây giờ nó hẳn ra đó, là nó bẻ một cây chuối, nó quật một cây chuối xuống thì nó ôm nó làm bè nó qua sông bình thường, nó sẽ lội qua bình thường. Sông Sài Gòn này á, nó thấy sông Sài Gòn này á, nếu một người thanh niên ở địa phương này á, họ bơi qua lợi thường là có thể cỡ cuộc hằng khoảng chừng thanh niên có thể bơi qua bình thường. Họ bơi có thể bơi bình nhiều lắm luôn. Nhưng mà Hải nó đi như vậy thì ở đây chuối quá trời quá đất, dù người chuối quá trời nó bẻ nó nhổ chuối, nó bẻ chuối ra nó làm bè, nó ôm một cây chuối nó qua thôi. Có cây chuối. Còn bình thường mà nó vừa vác cây AK mà vừa lội là thằng đó không bao giờ lội được. Thường thì cũng ai chấp được lôi được á. Hả? Người ta gọi còn nguyên được chứ gì. Không, vác cái AK với lội là không bao giờ được. Nó nặng rồi chứ. Không được. Chỉ có một cây chuối hoặc một cái bình nó bè heo. Ví dụ ở đây người ta nuôi bò sữa nhiều, nó lấy cái bình để ta vắt sữa, cái bình một cái can á, nó xách một cái. Hay là hoặc trong lùm chuối á, nó sẽ nhổ một cái chuối rồi nó làm để mà nó tựa nó đi. Hoặc là ôm cái dừa khô cũng được. Ừ, nó cái dừa khô thì mình không nói, cái dừa khô là trong lúc đó thì không có. Nhưng chẳng hạn những cây chuối á, thì đơn giản cây chuối tay không vẫn nhổ lên được, vẫn bẻ được. Có khi cái AK nó có lưỡi lê ở trước, nó sẽ lấy cái lưỡi lê nó cắt đúng rồi à, nó cắt nó làm cái chuối, chỉ cần một cái chuối độ khoảng 1 mét à, đường kính nó khoảng chừng 2 tay vậy thôi là nó sẽ đi bình thường. Còn nếu một mình nó mà nó vác AK mà vừa cắt vừa lội qua sông là không bao giờ nó lội được. Nó phải có một cái vật gì nó bè heo, giống như một cái bình hoặc là một cái chuối để nó bè heo. Nhưng mà nó qua tới, nếu mà tôi nghĩ nó không bao giờ nè, cái giai đoạn cuối của nó là nó bắn cái ông ngay cầu Bến Nãy, gần cầu Bến Nãy tỉnh lộ 15, nó là cây súng nó chắc có lẽ nó sẽ quất đi. Tại tôi coi những cái clip mà những cái hiện trường vụ cướp, tất cả những vụ cướp thì nó sẽ dùng những cái vật gây án, nó sẽ dùng cái đâu đó. Mình coi trên những cái vụ bắt cướp á, những cái vật mà giết người gây án nó sẽ dùng đâu đó, hoặc là đi tới một cây cầu nó sẽ dùng xuống. Không bao giờ mà nó ôm cái súng mà với một chiếc xe của thằng đó mà nó cướp được mà nó chạy ngờ trên đường dễ phát hiện. Theo chú thì qua bao nhiêu năm thì bằng những cái kinh nghiệm mình thấy á, thì chú đoán là khả năng là khi nào là công an mình có thể bắt được chứ? Bây giờ nói mà để công an mà bắt được cái đó mình không bây giờ nói chung là không bao giờ ai dự đoán được. Bây giờ công an á là họ đã học, họ thấy bắt nhiều vụ cướp họ sẽ dự đoán được. Họ chỉ tính toán nó, còn người dân mình là chỉ giả thiết thôi, mình chỉ nói giả thiết thôi chứ mình không bao giờ mà mình nói là đảm bảo được, gọi là giả thiết. Còn tại sao công an vẫn còn canh đây, nghĩa là công an cũng có thể họ sẽ cũng có một cái tin tức gì nó rất là quan trọng nên họ mới vẫn còn phục ở đây. Cái đó là trong ngành họ sẽ biết thôi, người dân không bao giờ biết, vì cái bí mật của người ta làm việc công an là những cái gì người ta biết, là dân mình là không bao giờ biết. Tại sao ta còn ghét, tại sao ta còn canh, cũng có những một cái 50% là họ nghi là ông tứ sĩ là chặt bọn tay, cũng có vậy không. Rồi cảm ơn chú nhiều. Cái đó là người ta không có nói cho người dân nghe đâu. Dạ. Vừa rồi đó là một chia sẻ tất tần tật về thượng úy công an Lê Quốc Tuấn các bạn. Đó là một chia sẻ tất tần tật luôn nha. Những lời chú chia sẻ thì mình nghe thì nói chung cũng rất là hay các bạn. Hay có những cái điều yếu tố là cũng rất là thiết thực các bạn. Và bây giờ thì đã là chiều gần tối của ngày 2 tháng 2 nghe, tức là đã
4 ngày sau khi xảy ra vụ việc rồi nha các bạn. Nhưng mà người dân ở Củ Chi này vẫn ra đứng đây tập trung theo dõi người dân, theo dõi cơ quan chức năng truy bắt thượng úy Lê Quốc Tuấn, Tuấn Khỉ nha các bạn. Rồi, nếu như có những cái chi tiết hoặc là thông tin gì mới thì mình sẽ tiếp tục làm clip để giới thiệu cho các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và xin chào tạm biệt, xin chào các bạn.